Luộc cái nhỉ. Tiếc mà ông thật cả nhà ơi. Giờ ông thật uống nước dừa nha cả nhà. Uống nước dừa rồi ăn cái luôn nha cả nhà. Mình uống hết tới giờ này rồi mình ăn cái luôn. Ây da. Để rồi uống hết tới giờ này ăn cái nổi không? Cái dư sức. Mình không phải nói mình nói. Rồi hồi về mình đi làm về á là mình uống vừa không cả nhà. Nay nay mình lại âm thực lại nước dừa nha cả nhà. Lâu lắm rồi mình không có âm thực nước dừa lại cả nhà. Nay mình làm ẩm thực nước dừa. Uống nước dừa nào nha cả nhà. Mình đây dừa nào. Còn còn dùng ngoài người ta kêu bằng dừa nước. Còn dừa nào là dừa khô. Còn mình đây là dừa nào là dừa này. Còn dừa dừa khô kia là cái khác nữa. Mình mới chiều thì mình dọn đốt cái này mới có rồi. Cái nhà uống nước dừa mình nha. Mình nên mình uống nước dừa xong. Mình uống nước dừa xong mình ăn cái luôn cả nhà ơi. Uống nước dừa với mình nha. Tại hồi tối á cả nhà. Mình đang lộn. Mình nhưng có cái anh chia sẻ nói đó là em không thích nhưng chia sẻ. Tại vì em không thích nói luôn. Mà vô á anh chia sẻ nói cái kiểu đó là em không 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 thích nha. Anh có nghe đoạn cái đoạn clip này thì anh nghe. Em á thì em đăng lộn thôi chứ em đăng là lúc 11 giờ thôi. Tại cái đó là em tải về sao mà em bấm lộn giờ. Chứ em nghĩ anh nghĩ sao mà em đi em đăng thì mấy anh chị hồi nào cũng cho chứ không phải không cho đâu. Phải không? Mà còn anh nói em đăng giờ đó để kiếm kiếm tiền nước ngoài là sao? Anh chia sẻ anh nói giờ này không chịu đâu nha. Anh nên rút lại cái lời nói của anh đi. Anh em mình cùng làm BT với nhau nên anh đừng nói câu đó. Làm này ai cũng cực hết chứ không phải ấy. Thì mình đăng đó thì anh chị mình lúc trước là mình cũng ấy không à. Tại vì đi thì mấy người chị với mấy người em đồ kêu bạn đồ kêu giờ sao không mở cái đó là mình mới mở thôi chứ không phải là mình mở đó để mình lấy tiền nước ngoài đâu nha. Anh chia sẻ gì anh chia sẻ đam mê gì anh nói hồi tối là em thấy rồi nha. Em bực lắm rồi. Anh cũng làm kênh anh cũng đã hiểu khi lúc nào anh cũng có đăng lộn chứ phải anh không có đăng lộn đâu. Nên anh phải rút lại cái lời nói của anh đi. Anh em mình không muốn mất lòng với nhau. Nếu em muốn lên làm lớn em lên thẳng luôn chứ em không phải nói như vậy để cho anh có xem để anh hiểu thôi. Đúng không? Chứ anh á cũng là lớn tuổi hơn em. Thì từ hồi đó giờ em vô em không có dám kêu anh bằng gì, tên hay là gì hết. Em kêu anh bằng anh đàng hoàng. Thì anh để cho em kêu anh bằng anh đàng hoàng đấy nha. Chứ anh em mình từ đó giờ không biết lòng nha. Đừng để cho biết lòng đừng mất công. Thôi giờ
mời cả nhà mình uống đi cả nhà, chuyện đó cho qua đi ha. Mày mình nói cũng hơi xa cả nhà. Thì anh có nghe rõ cái đoạn clip á, thì anh cứ suy nghĩ đi, người nào tất cả các anh em y tế, anh chị cô bác gì cũng có khi cũng đang lộn hết chứ không phải một anh em, không phải từ khi đó là một anh em á là em đang lộn á, hay là em câu em lấy để lấy tiền người của mấy anh chị nước ngoài á, để nói đó này anh đã em đang lộn giờ khi vô tổng á anh khịa cho em từ từ đầu tới đuôi luôn đã, em nói anh là em đang lộn giờ mà cứ anh qua, anh qua kênh người người đẹp Phúc Tân là anh nói không đặng lấy tiền người nước ngoài, anh nói vậy là rất bậy. Anh nói vậy là cắt bẫy, anh lớn rồi chứ đâu có ấy đâu. Em có khi anh thấy em có khi nào mà em nói gì mà sai tái với anh không? Còn cái này anh vô, anh vô anh khịa em tự ấy vậy. Khịa thì anh nói thì sao em cũng vui hết. Mà như anh nói cái vụ đó là em không thích nha. Anh chia sẻ với đam mê gì á, nên anh rút lại cái lời nói của anh đi. Anh chia sẻ ra mê gì là nên rút lại cái lời nói của anh mà nói bên cái kênh của người đẹp Phúc Tân đi. Tôi em từ đó giờ em chưa có mà đi mãi, cái này là em đang lộn giờ. Anh thấy anh dơn khịa mà em chào em vẫn trả lời cho anh luôn, mà em không có chào cả nhà em kịp đó. Nay em lên đây á, em không chủ yếu là muốn vừa không, để em nói với anh, anh lúc nào anh cũng lớn tuổi hơn em rồi, chứ anh không phải ấy mà anh nói em hôm em lấy tiền để đăng vậy là lấy tiền người nước ngoài. Ủa ấy, người ta vô mình đăng thì người ta coi, như anh đăng vậy, ủa ai nói anh, ủa vậy chắc anh cũng lấy tiền nước ngoài hả? Khi anh đăng anh cũng lấy tiền nước ngoài. Tôi này thì em không có muốn mà để lên trực tiếp, chứ em lên trực tiếp là em nói chuyện với anh thẳng với anh luôn. Mà bây giờ là em đăng công chiếu thôi, đó là em nói với anh vậy thôi. Chứ giờ em lên trực tiếp cũng được vậy, máy em lên trực tiếp cũng được vậy, phải là đâu phải không lên trực tiếp được. Mà nhưng anh nói thiệt, anh nói từ hồi em biết anh bên mấy kênh rồi. Anh em có nói gì mà để sai với anh không? Hay là em nói gì anh đăng kênh nè, anh đăng kênh để em lấy tiền nước ngoài không? Anh nói bên kênh của Sóc Tân là em đăng giờ đó để em lấy tiền của người nước ngoài. Ủa, người ta đăng lộn giờ không được hả? Anh đi khắp nước ra anh hỏi đi thử có ai người nào không đăng lộn. Để em đăng cái clip này lên liền cho anh nghe, rồi anh sẽ hiểu. Anh sẽ rút lại cái lời nói đó đi, nhưng anh đã lớn tuổi hơn em. Mà anh suy nghĩ, anh nói hôm em đi đăng vậy để lấy tiền nước ngoài. Em hồi tối em không có... Em nể chị gái Kim Phượng Trần, là chị nói thôi thôi đi. Chứ không nể không là em lên con dịch em hỏi anh, kêu anh lên liền. Em từ đó giờ em chưa có động phạm gì tới anh luôn. Nay em lăn công chiếu thôi, mà còn lần nữa là em lên thật làm nói với anh luôn. Để chút nữa em đăng cái này luôn. Cái này cả nhà mình, em không có nói gì hết nên cả nhà cũng ảnh cũng ở nhà, mà cũng nhà mình mà như ảnh nói vậy thì mình bức xúc thôi, mình cũng bức xúc quá thôi, chứ không là người nào làm y tế đăng lên giờ đó là lấy tiền nước ngoài hay sao. Anh như cũng bút máy chưa, bút máy 50 bút máy chưa,
mà anh suy nghĩ ra để cái câu nói anh nói vậy. Chút nữa để tôi đăng cái clip này lên cho anh nghe, anh nghe rồi anh sẽ suy nghĩ lại cái lời nói của anh đi nha. Em bực mình mấy hôm 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 hồi tối giờ không nói, tại vì có chị gái Kim Phượng là chỉ nói lại rồi là em không nói thôi, chứ hồi tối là anh tính nhảy là con dịch của bạn sắp tăng đó. Rồi hồi tối này là anh tính nhảy lên dịch bản sắp tăng, hỏi anh kêu anh lên anh còn thức không, anh lên đó là hỏi anh cái vụ đó đó. Thôi mình tại vì giá tới đây thôi cả nhà, để mình nói với cho anh chia sẻ đam mê gì anh biết thôi. Không mình cả nhà mình không có gì nha cả nhà, bye cả nhà.